Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì có rất là nhiều bạn yêu cầu là Duy so sánh sự khác nhau giữa hai chiếc xe là E200 Sport và E300 AMG 2019. Thì với clip ngày hôm nay, Duy sẽ cho các bạn xem sự khác nhau từ bên ngoài, bên trong cũng như là động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz E200 Sport với lại chiếc Mercedes-Benz E300 là như thế nào. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem chiếc xe này nha. Thì khi đứng trước cái phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là E200 Sport với là E300 AMG thì có thiết kế gần như là giống nhau. Thì bây giờ Duy sẽ nói với những cái điểm giống nhau trước. Chẳng hạn như là cái đèn pha của hai chiếc xe đều là sử dụng cái đèn pha multi beam LED, thiết kế giống nhau hết mọi thứ các bạn nha, kể cả những cái thiết kế bên ngoài cũng như là tất cả những cái tính năng ở bên trong của cái đèn thì đều là giống nhau. Và thứ hai nữa là cái phần lưới tản nhiệt của chiếc xe E200 Sport này được thiết kế theo cái phân khúc thể thao, cho nên các bạn sẽ thấy là có cái logo to bản ở giữa và kèm theo là lưới tản nhiệt dạng hai nan. Thì E300 AMG của chúng ta cũng như vậy đó. Và một cái điểm khác nhau đó chính là cái phần cản dưới của chiếc xe E200 Sport thì các bạn sẽ thiết kế theo như thế này, còn E300 AMG thì do là thiết kế theo cái body kit của AMG cho nên là các bạn sẽ thấy ở cái phần cản dưới nó sẽ khác một chút xíu đó. Còn về đứng ở phần đầu xe nữa thì các bạn sẽ thấy là cái gương chiếu hậu, cặp gương chiếu hậu của E300 thì bây giờ được sơn màu đen bóng cùng với những cái nẹp chỉ, nẹp cửa, thì do là E300 của chúng ta được trang bị cái gói là night package cho nên là cái phần những cái chi tiết thì được sơn màu đen bóng, nó làm nổi bật hơn so với là tổng thể của chiếc xe của chúng ta đang là màu trắng. Còn E200 của chúng ta Sport thì chúng ta sẽ không có trang bị cái gói night package có, cho nên là các bạn thấy là cái gương chiếu hậu của chúng ta vẫn đang sơn cùng màu so với cái màu trắng của chiếc xe. Và một cái điểm nữa, khi chúng ta đứng ở phần đầu xe thì do hai chiếc xe này đều sử dụng cái cửa sổ trời toàn phần panoramic sunroof, cho nên là khi mà đứng trước phần đầu xe thì các bạn thấy là cả cái mui xe đều là màu đen, cho nên là nó khá là nổi bật so với tổng thể của chiếc xe của chúng ta màu trắng. Còn nếu mà chiếc xe của chúng ta là màu đen thì chúng ta sẽ thấy không có thấy sự khác biệt giữa cái phần mui xe với cái phần tổng thể của chiếc xe. Còn khi mà đi qua bên hông của chiếc xe này các bạn, thì Duy sẽ cho các bạn xem cái phần mâm xe. Thì do cái mâm xe của cái E200 Sport này được thiết kế theo dạng thể thao là 5 cánh và có cái mặt chrome mạ bên ngoài cùng với là cái lớp sơn màu đen. Thì với cái bộ mâm của cái xe E200 Sport này được trang bị đó là mâm 18 inch. Còn đây là cái bộ mâm của cái chiếc xe E300 AMG. Đó, đây là cái mâm AMG hoàn toàn luôn các bạn nha. Thì ở trên cái mâm AMG này thì các bạn sẽ thấy nó có một cái logo AMG ở đây. Đó, và cái mâm xe của E300 AMG này cũng mặt ngoài cũng là mặt nhôm và bên trong cũng là sơn cái màu đen, nhưng mà đối với cái bộ mâm này thì là mâm 5 cánh đôi. Đó là sự khác biệt như vậy khi mà từ bên hông. Và một cái điểm nữa là khi mà chúng ta nhìn ở bên hông là cái E300 AMG nó sẽ như thế này, ở dưới cái phần cản này nè các bạn. Đây, nó sẽ được giống như là vè ra một xíu ở bên ngoài để tăng cái sự thể thao của chiếc xe cũng như là nhìn chiếc xe của chúng ta khỏe khoắn hơn. Còn E200 Sport thì có một cái nẹp chỉ mạc rơm chạy dài từ trước tới sau. Đó là sự khác biệt khi mà chúng ta nhìn từ bên hông của hai chiếc xe này. Và nữa là chiếc E200 Sport này nó có một cái logo Sport Style nằm ở ngay chỗ này, nhưng mà E300 của chúng ta thì lại không có cái logo này. Đó, các bạn thấy không? Thì tiếp theo nữa là do là cái chiếc xe E300 và cái xe E200 Sport này đều là sử dụng cái camera 360 độ, cho nên là các bạn sẽ thấy ở trên gương cả hai xe đều có cái camera ở đây. E300 cũng vậy các bạn nhé. Ok, và tiếp theo một điều nữa là
E300 AMG của chúng ta sử dụng cái tính năng là Keyless Go, là lóc cửa mở cửa và khởi động xe không cần chìa khóa, cho nên là các bạn sẽ thấy ở trên tay nắm cửa sẽ có chi tiết mạc chrome chỗ này đó. Nhưng mà E200 của chúng ta thì chỉ được trang bị Keyless Start thôi, cho nên là cái phần này chúng ta sẽ không thấy là chi tiết mạc chrome. Ok, thì còn lại thì bên hông xe thì nó cũng không khác biệt nữa các bạn à. Ok, tiếp theo là khi mà đi từ phía sau của chiếc xe nè, thì Duy sẽ cho các bạn xem sự khác biệt giữa hai cái chiếc xe. Đây các bạn. Đó, đây là cái phần đuôi xe của chiếc xe E200 Sport với lại E300 AMG. Thì khi nhìn từ phía sau thì hầu như là hai chiếc xe này nó chỉ giống nhau gần như là 99% luôn các bạn. Cái phần đuôi xe gần như là giống nhau 99%. Đó, cả hai xe đều trang bị là cái Oppo kép đối xứng hai bên. Và đồng thời nữa là có một cái sự khác biệt nhỏ thôi, đó chính là cái E300 của chúng ta thì nó sẽ như thế này. Cái phần ở dưới cái cản dưới các bạn, thì các bạn sẽ thấy nó có cái chi tiết như thế này, giống như là phớt tán gió. Tại vì do là cái xe E300 này được sở hữu cái body kit của AMG, cho nên là AMG nó sẽ thiết kế những cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế này để tăng cái tính thể thao của chiếc xe, cũng như là tăng cái khí động học của chiếc xe. Nhưng mà E200 của chúng ta thì lại sẽ không có chi tiết đó. Và E200 chúng ta thì cái phần cản sau nó được thiết kế phẳng luôn. Đó, thì hầu như là chỉ khác một chi tiết nhỏ như thế này thôi các bạn. Còn lại thì hai chiếc xe của chúng ta thì gần như là giống nhau tới 99%. Ok, thì còn cái phần cốp của hai chiếc xe này nó có giống nhau hay không? Thì Duy xin thưa là cái phần cốp kích thước của chiếc xe này, cỡ như là kích thước tổng thể của hai chiếc xe thì đều giống nhau hết luôn các bạn. Nó không khác nhau. Thì do là cái chiếc xe E300 AMG được trang bị cái tính năng Keyless Go cho bạn, các bạn sẽ thấy là ở trên cái phần cốp có hai cái nút bấm để chúng ta mà đóng cửa khi mà chúng ta có cái chìa khóa từ bên ngoài. Ok, và bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem cái cốp xe của cái E200 Sport. Đó, thì đây là sự khác biệt nè các bạn. Đối với E200 Sport thì chúng ta sẽ chỉ có là một cái nút bấm ở đây để đóng cửa thôi, chứ không có tính năng để khóa tự động giống như là cái chiếc xe E300. Và đây là cái cốp xe, thì kích thước của hai chiếc xe này đều là giống nhau, cho nên cái phần cốp cũng giống nhau, là giống nhau hết, đều là cốp điện hết các bạn. Thì bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem bên trong cái khoang nội thất của chiếc xe E200 Sport này. Đây là cái phần nội thất của chiếc E200 Sport. Thì các bạn sẽ thấy là cái vô lăng, và cái vô lăng của chiếc xe E200 Sport này á, thì được thiết kế là cái dạng vô lăng tròn luôn, chứ nó không có giống như cái E300 là cái vô lăng vát bằng ở dưới đáy. Và đồng thời là những cái chi tiết về ở khu vực này đối với cái E300 thì được sơn màu bạc, còn cái E200 Sport này thì lại là màu đen bóng, nó chỉ khác một điểm như vậy thôi. Và một cái điểm nữa là cái phần ốp của Tablo bây giờ là cái E200 Sport được ốp nhôm, cái phân carbon các bạn thấy không, đây là cái chi tiết ốp nhôm phân carbon. Khi mà chúng ta nhìn cận cảnh là chúng ta sẽ thấy những chi tiết ốp nhôm này nó sẽ có những cái vân nổi ở bên trong giống như là carbon. Và cái xe E200 Sport này vẫn trang bị cái loa boom master giống như là cái E300 đó. Bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem là cái ốp nội thất của cái chiếc xe E300 một lần nữa. Đây, các bạn thấy không? Thì cái phần ốp của cái tablo nó sẽ khác một xíu thôi. Đây là cái ốp kim loại, ốp sợi kim loại các bạn. Nó màu giống như là màu xám chì. Còn cái E200 của chúng ta là màu sáng bóng. Vẫn là loa boom master ở đây. Cũng ba là vị trí nhớ ghế, thì cái phần này nó sẽ giống nhau. Và một cái điểm khác nhau trên cái vô lăng thì Duy cũng vừa nói cho các bạn đó. Thì đây là cái vô lăng của cái xe E300 nè. Các bạn sẽ thấy không? Thì các bạn thích cái vô lăng nào hơn thì các bạn comment cho Duy biết. Đó. Còn lại thì cái phần ghế nữa. Cái phần ghế của E300 thì do cái xe này đang còn những cái ni lông bọc lại cho nên các bạn hơi khó thấy. Nhưng mà cái E300 này thì sử dụng cái ghế da bằng da nắp 3. Da nắp 3 thì các bạn biết ở đây là một loại da rất là cao cấp trên ô tô và ngồi rất là êm, rất là mềm. Và cái E200 của chúng ta thì sử dụng cái ốp da tiêu chuẩn thôi, nó không phải là da nắp 3.
khá là đẹp cái phần nội thất của hai xe các bạn nha. Thì gần như là cái phần nội thất nó cũng không khác nhau nhiều đâu. Về tổng thể của hai chiếc xe thì được thiết kế hai bên nội thất giống nhau thôi, chỉ khác nhau những cái chi tiết nhỏ nhỏ thôi các bạn. E300 của chúng ta thì được trang bị là cái màn hình kéo dài từ bên trái qua bên phải luôn. Nhưng mà đối với cái E200 Sport á, thì các bạn sẽ thấy là một cái đồng hồ kim dạng truyền thống và cái màn hình to bản nằm bên đây. Thì đó là sự khác biệt giữa hai cái phần nội thất của chiếc xe này. Và một cái điểm nữa thì đối với chiếc xe E300 AMG này có mà E200 Sport chúng ta không có, đó chính là cái hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió. Thì các bạn sẽ thấy ở cái xe E300 ở trên cái phần táp lô chúng ta sẽ có một cái lỗ hổng ở chỗ này, bởi vì chỗ này là cái máy chiếu để chiếu cái tốc độ cũng như là hướng dẫn chỉ đường ở trên cái kính. Khi mà người lái chúng ta chạy thì chúng ta có thể là nhìn trên kính thì sẽ thấy được những cái thông tin đã hiển thị lên trên kính. Đó là một điểm khác biệt nữa các bạn nhé. Và một cái điểm nữa là ở trong cái cốp găng tay thì các bạn sẽ thấy là E200 Sport lại được trang bị cái tính năng là xịt nước hoa thông minh và khử ion cho chiếc xe. Nhưng mà cái E300 của chúng ta thì lại không có những cái chi tiết này, đúng không các bạn? Đó. Thì cái khoang sau của hai xe thì giữa hai chiếc xe này thì cái khoang sau đều giống nhau hết các bạn nha, không có khác nhau. Chủ yếu là cái khoang trước nó khác một vài cái chi tiết nhỏ thôi. Đó, còn lại cái khoang sau nó sẽ giống nhau. Cả hai xe của chúng ta đều trang bị là cửa hít luôn, cho nên là khi mà chúng ta áp cửa nhẹ vào thôi thì cái xe của chúng ta đã tự đóng cửa rồi. Và cái màn xe cũng là màn chỉnh điện cho phía sau và cái màn kéo tay hai bên ở đây. Thì hai xe thì giống nhau ở phần chi tiết này các bạn nhé. Đây là khoang động cơ của chiếc xe E200 Sport các bạn nhé. Và đây là động cơ của chiếc xe E300 AMG. Thì Di sẽ không nói gì thì các bạn sẽ thấy là hai cái động cơ này hoàn toàn giống nhau luôn, đúng không ạ? Nhưng mà thật sự ở bên trong của hai động cơ này nó sẽ khác nhau một chút xíu. Chỉ khác nhau ở cái phần công suất thôi, bởi vì là nhà sản xuất cố tình cho cái công suất của chiếc xe E300 này là 245 mã lực. Còn đối với cái chiếc xe E200 Sport này thì là 197 mã lực. Còn lại tất cả mọi thứ đều giống nhau các bạn nha. Thì bởi vì là cái chiếc xe E200 Sport này vẫn được trang bị là cái hệ thống Twin Run Turbo, và cái E300 cũng vậy, đều là sử dụng cái hệ thống là Twin Run Turbo. Và một cái điểm nữa là E300 và E200 Sport đều được trang bị cái hộp số tự động 9 cấp. Cho nên là hầu như là hai cái động cơ này nó cũng không khác gì nhau hết. Chỉ có điều là nhà sản xuất họ cố tình cho khác cái công suất để phân biệt giữa E200 và E300 thôi các bạn. Hoàn toàn giống nhau hết tất cả mọi thứ. Và bây giờ Di xin được phép kết thúc video tại đây. Đó là sự khác biệt giữa hai chiếc xe E200 Sport và E300 AMG. Với sự chênh lệch về giá thì các bạn có thể sẵn sàng bỏ thêm 300 triệu nữa để lấy chiếc xe E300 AMG hay không, hay là muốn tiết kiệm 500 triệu nữa để lấy chiếc E200 Sport. Thì hy vọng với clip này Di sẽ giúp ích cho các bạn lựa chọn được cho mình một chiếc xe hợp lý cũng như là phù hợp với bản thân và gia đình. Đó, nếu các bạn thấy video của mình hay thì các bạn hãy bấm like và share giúp mình. Và đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những video mới nhất về tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.